Đấy, nhóm thứ nhất nhá, là nhóm chi phí quản lý thì nó là như thế này. Thì anh hình dung là trong văn phòng ấy thì thường là anh sẽ có phát sinh như là tiền điện, tiền nước, tiền internet hay là những cái mua sắm mà để dùng luôn trong cái kỳ đấy á. Đấy, giả dụ như bây giờ bên anh có phát sinh in các cái card visit không? Có không? Đấy, hay là các cái phí ngân hàng ấy. Ví dụ như bây giờ anh phải mở tài khoản thì mỗi một tháng là bên ngân hàng nó sẽ trừ của bên anh một 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 cái khoản phí quản lý tài khoản đúng không? Đấy, thì tóm lại là cái tính chất của cái nhóm này này, nó là những cái chi phí mà phục vụ cho quản lý. Và những cái chi này nó không được liên quan đến nhiều kỳ nha. Những cái liên quan đến nhiều kỳ là những cái gì? Em lấy ví dụ như là mình có cái nhóm 2 này này. Nhóm 2 nhá. Đấy, cái nhóm này nó là cái chi phí trả trước. Chi phí trả trước. Tên của nó, số hiệu của nó là 242 anh nhá. Đấy, thì lúc này những cái mà mình chi ra để mình trả trước cho nhiều kỳ hay là anh mua sắm một cái gì đó mà nó không phải là tài sản, nó chỉ là công cụ thôi mà anh đang dùng nhiều kỳ, thì em lấy ví dụ như ở đây cụ thể nhá, là bên anh có đi thuê nhà hay là thuê xưởng không? Thuê Thuê kho đúng không? Thuê kho anh phải trả tiền bao nhiêu tháng một lần? Thuê kho thường chắc người ta phải trả, bắt trả tiền nhiều tháng nhiều năm. hợp đồng Hợp đồng thì không nói, hợp đồng thì có thể là mình ký 5 năm, nhưng mà bây giờ người ta đang bắt mình trả tiền bao tháng nhiêu một lần. tháng một lần thôi à? Ừ, nếu mà trả tiền tháng một lần thì không cho vào đây nhá, mà cái này là anh phải trả tiền nhiều tháng một lần. Tức là ví dụ như kỳ kế toán của anh là một quý thì anh phải trả tiền là 2 quý trở lên thì anh mới cho vào đây nhé. Thế còn thuê kho của anh mà anh trả tiền một tháng một lần mà bên anh là thương mại đúng không hay là sản xuất? Thương mại sản xuất thì chủ yếu thương mại. Ừ. Thế nếu như mà cái thuê kho mà anh về sản xuất ấy, thì nó sẽ thuộc về cái nhóm sau này nhá. Trước mắt là cái này anh cứ hiểu rằng là nếu đi thuê kho mà trả nhiều tháng nhá, trả tiền nhiều tháng này đấy. Thế hay là ví dụ như anh mua sắm các cái máy tính, máy in, bàn ghế đúng không? Mà những cái gọi là ở đây em sẽ có thêm cái nhóm gọi là mua sắm. Đấy. Mua sắm mà nó có cái giá trị nhá. Giá trị nhỏ hơn 30 triệu. Anh hiểu không? Ví dụ như bây giờ cái máy tính, cái bàn thì chắc chắn là nó nhỏ hơn 30 triệu rồi. Máy in đúng không? Đấy, thì nó sẽ thuộc về nhóm này anh nhá. Thì khi mà anh nhận được các cái hóa đơn mà anh mua sắm những cái này này thì anh sẽ định khoản là nợ 242. Nếu mà nó có thuế đầu vào ấy thì lúc này mình sẽ hạch toán là nợ 1331 nhá. Thế và có ở đây là nó có những cái tài khoản nào? Nếu mà anh thanh toán bằng tiền mặt đúng không? Thì số hiệu của nó là 111. Nếu mà anh thanh toán bằng tiền ngân hàng thì sẽ là 1121. Còn nếu mà anh còn nợ khách hàng thì tên của nó là 331, phải trả người bán nhá. Đấy, thì em cứ thấy những cái gì mà thuộc về cái nhóm chi phí trả trước hoặc là mình mua sắm những cái đồ dùng trong văn phòng mà tính chất của nó không đủ 3 điều kiện để ghi nhận là tài sản ấy. Đấy, mà cụ thể ở đây là cái giá trị của nó chỉ là dưới 30 triệu thôi thì anh nhóm nó vào cái nhóm này cho em nhé. Như vậy là đây là nhóm thứ hai đúng không? Nhóm thứ hai là nhóm chi phí trả trước. Đấy, và mình có cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba là gì? Tài sản cố định đúng không? Nhóm 3 là tài sản cố định và số hiệu của nó là 211 nhé. Đấy, thì khi nào mà anh xác định cho vào đây thì nó phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là giá trị. Nó phải là gì? Từ 30 triệu trở lên nhá. Thứ hai là nó phải có gì? Thời gian sử dụng trên 1 năm. Ví dụ như là anh hình dung là các cái bàn này đúng không? Chắc chắn là anh cũng phải sử dụng trên 1 năm rồi, đúng không? Đấy, thế và cái tài sản thì nó phải là 30 triệu. Thì ví dụ như bây giờ có những bộ bàn ghế của sếp ấy, các cái loại gỗ đắt tiền có thể là nó 5 70 triệu, thậm chí là một vài trăm triệu đúng không? Đấy, thì lúc đấy anh sẽ xếp nó vào cái nhóm này. Thế và nó chắc chắn đem lại lợi ích nhé.
chắc chắn đem lại lợi ích trong tương lai. Nghĩa là thế nào? Ví dụ như bây giờ nhé, công ty mình sử dụng cái bàn này vào mục đích công việc đúng không? Thì nó là chắc chắn đem lại lợi ích trong tương lai. Hay là bên anh sản xuất, hay là bên anh là thương mại, mà bên anh phải mua một cái xe để chuyên chở hàng ấy. Xe hơi phương tiện. Đấy, thì có nghĩa là cái đấy nó chắc chắn đem lại lợi ích đúng không? Đấy, thì có nghĩa là nó phải đồng thời thỏa mãn ba cái điều kiện này thì anh mới được cho nó vào, nghĩa là nó phải đồng thời nhá. Chứ nếu mà nó chỉ thỏa mãn về cái mặt giá trị thôi mà nó không thỏa mãn cái điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba đúng không? Thì anh cũng không được cho vào đây. Đấy, em lấy ví dụ như bây giờ nhá. Em mua một cái bức tranh đá quý kia đúng không? Có thể nó là 100 triệu thì nó cũng thỏa mãn về cái mặt giá trị đúng không? Thế nhưng mà cái bức tranh nó có chắc chắn đem lại lợi ích không? Mình có cái đấy cũng được mà mình không có cũng được đúng không? Nó chỉ là trang trí thôi. Thế nên là mặc dù là nó có vẻ là thỏa mãn giá trị trên 30 triệu, nó thỏa mãn cái thời gian sử dụng trên 1 năm đúng không? Nhưng mà nó không chắc chắn đem lại lợi ích trong tương lai thì anh không được cho vào nhóm này nhá. Đấy, thì khi mà anh cho vào nhóm này thì bút toán nó sẽ là nợ 211 này. Và anh sẽ nhìn hộ em trong hệ thống tài khoản ấy, nó có tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 2 tức là nó sẽ có 3 tài khoản như thế này. Nhưng mà mình ban đầu mình học mình cứ định khoản ở tài khoản cấp 1 thôi đã. Đấy, nếu như mà anh nhớ được thì đây sẽ là 2111. Đấy, đây sẽ là 2112. Đây sẽ là 2113. Nhưng bây giờ cùng một lúc bắt anh nhớ cả ba cái tài khoản này thì nó hơi khó đúng không? Thì ban đầu anh chỉ cần biết là tài sản thì cho vào 211 nhá. Và thuế của nó ấy thì nó sẽ là 1332 nhá. Tức là anh phân biệt thuế của tài sản cố định và thuế của hàng hóa dịch vụ trên này đúng không? Nếu mà bây giờ nhá, anh trả tiền điện có thuế thì thuế đấy là thuế của hàng hóa dịch vụ đúng không? Đấy, hoặc là anh mua cái bàn này này thì nó chỉ là 1331 thôi. Nhưng riêng nếu anh mua tài sản cố định thì cái thuế của nó phải là 1332 nhá. Đấy. Và trong bất kỳ một cái việc mua sắm nào hay anh trả tiền dịch vụ nào ấy thì nó đều xảy ra ba trường hợp như thế này. Có nghĩa là mình thanh toán bằng cái gì? Mình thanh toán bằng tiền mặt hay mình thanh toán bằng tiền ngân hàng hay là mình còn nợ người bán nhá. Thì nếu như trong trường hợp mà bây giờ trong trường hợp anh mua cái ô tô này, bây giờ anh chuyển khoản thì anh hạch toán vào đâu? Như ở trên này em đang đưa ra là ba trường hợp đúng không? Cái này là tiền mặt đúng không? Cái này là tiền ngân hàng, cái này là phải trả người bán. Thế bây giờ anh mua cái ô tô này, anh chuyển khoản cho người ta thì đấy là tiền gì? Đó là tiền ngân hàng. Tiền ngân hàng thì số hiệu của nó là gì? Đấy, thì sẽ là có 112 đúng không? Đấy, thì đấy là nhóm thứ ba nhá. Nhóm thứ ba là nó có mấy điều kiện? Ba điều kiện. Đấy, nhớ nhá, về là cứ phải nhẩm như vậy. Nó có ba điều kiện đúng không? Đấy, tiếp theo là nhóm thứ tư này. Cô giáo hỏi, ví dụ như các cái tài sản lớn mà nó không có thuế. Nó không có thuế thì cái chỗ này chỉ là gì? Cô đưa vào. Nếu có nhá, nghĩa là chỗ này này, anh phải nhận được là hóa đơn giá trị gia tăng thì anh mới hạch toán thuế vào đây cho em, hiểu chưa? Còn nếu mà hóa đơn bán hàng ấy, nó không có thuế thì trong trường hợp này là nếu có. Kể cả trên này cũng vậy này, anh mua sắm bất kỳ một cái gì, nếu như nó chỉ là hóa đơn bán hàng, nó không phải là phục vụ trong công việc của mình. Ừ, nó vẫn là phục vụ. Nó vẫn là phục vụ cho công việc. Nhưng mà ý của em ở đây là hóa đơn thì nó sẽ có loại hóa đơn bán hàng và nó sẽ có loại hóa đơn giá trị gia tăng. Thì đến tí nữa anh sẽ cầm cái bộ chứng từ hóa đơn ấy thì anh sẽ nhìn thấy là nó có hóa đơn bán hàng mới có cả có hóa đơn giá trị gia tăng. Mà hóa đơn bán hàng thì nó sẽ không có cái thuế này đâu, thì anh không hạch toán cái phần thuế này thôi. Còn đâu nó là tài sản anh vẫn hạch toán vào đây, anh thanh toán bằng ngân hàng anh vẫn hạch toán vào đây. Đấy, như vậy là tí nữa mình sẽ nhìn thấy cái hóa đơn. Hóa đơn thì nó sẽ có hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng, thì anh sẽ được nhận biết cái đâu là loại hóa đơn giá trị gia tăng mà nó có thuế và đâu là cái loại hóa đơn bán hàng là nó không có thuế nhá. Tiếp theo đến cái nhóm 4. Ở đây là mình có cái nhóm 3 rồi đúng không? Đấy, và cái nhóm 4 thì nhóm nó là cái nhóm công cụ dụng cụ nhá. Thì tên của nó là tài khoản 153 anh nhá. Đấy. Ví dụ như vừa xong em